Quý vị và các bạn thân mến, tắc ruột là một bệnh lý khá phổ biến do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân mà bản thân chúng ta có thể khống chế được. Và chương trình Alo Bác sĩ hôm nay sẽ làm rõ vấn đề này. Mời quý vị cùng tìm hiểu nguyên nhân của bệnh lý này để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, tham gia tư vấn trong chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay, Phương Quy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bác sĩ Lai Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Thưa bác sĩ Lai Văn Phú, đối với bệnh lý tắc ruột thì bệnh này có nguyên nhân từ đâu ạ? Về cái nguyên nhân của tắc ruột thì nó được chia làm 3 cái loại. Cái loại thứ nhất đó là cái loại nó tắc nghẽn ở trong lòng ruột. Cái loại thứ hai là cái loại tắc nghẽn từ cái thành ruột. Và thứ ba là từ bên ngoài chèn ép vào. Thì từ bên trong lòng ruột thì có thể là do dị vật, do bã thức ăn. Và trước đây thì còn có nguyên nhân do búi dung đũa. Và cái nguyên nhân tại thành ruột thì thường gặp nhất đó là các cái khối u, thì có thể là lành tính hoặc là ác tính, và thường là khối u ác tính là chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là ở đại tràng, tức là ruột già. Về cái tại thành ruột còn có một trường hợp nữa là do cái bệnh nhân bị viêm ruột lâu ngày, nó sơ gây teo ở một cái đoạn ruột nào đó. Đối với trường hợp mà ở ngoài thì có thể là do khối u nó chèn ép, nó xâm lấn, hoặc là do các cái dây dính, dây chằng nó chẹn ngang qua cái thắt ruột, hoặc là bệnh nhân bị thoát vị nội. Dạ. Thưa bác sĩ Phú, làm sao để chúng ta có thể nhận biết một người bị tắc ruột, chúng ta dựa vào những dấu hiệu nào ạ? Đối với trường hợp mà bệnh nhân bị tắc ruột thì cái biểu hiện lâm sàng của nó thứ nhất là đau bụng. Bệnh nhân nào cũng phải có cái dấu hiệu này, đó là đau bụng từng cơn và có thể là đau rất dữ dội. Thứ hai đó là bệnh nhân có nôn ói. Bởi vì cái chất ở trong lòng ruột khi mình ăn vào thì nó sẽ đi từ trên thực quản dạ dày đi qua ruột, nhưng vì cái nguyên nhân nào đó làm tắc cái lòng ruột và nó không đi xuống được, thì theo cái nhu động ruột, theo cái phản xạ, theo cái cơ chế sinh lý của nó thì bệnh nhân sẽ ói ra ngoài. Và có thể là nếu mà tắc ruột càng cao thì ói sớm và ói càng nhiều, và tắc ruột càng thấp thì ói nó sẽ xảy ra muộn hơn và cái mức độ ít hơn. Dạ. Và Phương Quy cũng rất muốn biết là bệnh lý tắc ruột này thì có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người bệnh, có nguy hiểm không thưa bác sĩ Phúc? Tắc ruột là một cái bệnh lý phải nói là ảnh hưởng rất nặng đến cái chất lượng cái cuộc sống và thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Bởi vì khi mà tắc ruột như vậy, nếu mà chúng ta không có điều trị kịp thời thì thứ nhất là bệnh nhân sẽ không có ăn uống được. Thứ hai là nôn ói. Nôn ói thì nó sẽ mất nước điện giải. Và cái thứ ba nữa là cái dịch tiêu hóa, dịch phân ứ lâu ngày trong lòng ruột thì nó gây nên cái nhiễm trùng và có thể nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân có thể tử vong. Và nếu không được điều trị nữa thì do tắc nghẽn lâu ngày, bệnh nhân có cái ruột nó có cái khuynh hướng là co bóp để mà tống thức ăn xuống thì gây vỡ ruột, gây viêm phúc mạc. Và hoặc là có thể làm hoại tử ruột, và những trường hợp đó thì bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc và cái nguy cơ tử vong rất là cao. Dạ, và đối với bệnh lý nguy hiểm như vậy thì việc điều trị được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ Phú? Điều trị tắc ruột thì như tôi đã trình bày ở phần đầu, đó là cái sự đình trệ lưu thông các chất trong lòng ruột. Thì nguyên tắc của điều trị tắc ruột là giải quyết nguyên nhân tùy theo. Thế còn việc phòng ngừa, bác sĩ Phú có lời khuyên như thế nào giúp mọi người phòng ngừa hạn chế được cái bệnh lý tắc ruột này? Thì để mà hạn chế tắc ruột thì chúng ta phải đi khám bệnh định kỳ để được siêu âm, được nội soi chẩn đoán, và đặc biệt là khi có những cái dấu hiệu nghi ngờ như là rối loạn tiêu hóa, táo bón tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy, đặc biệt là cái tính chất phân thì đi cầu nhiều lần trong ngày, và đặc biệt là phân có nhầy và có máu. Những cái trường hợp đó là biểu hiện của cái khối u đường tiêu hóa hoặc là cái viêm loét đường tiêu hóa, thì chúng ta cần phải đến các cái cơ sở y tế để được bác sĩ khám và cho làm những cái chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng phù hợp để chẩn đoán sớm khi mà chưa có biến chứng tắc ruột. Dạ, vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phú đã có những chia sẻ, những thông tin rất là hữu ích về bệnh lý tắc ruột. Xin cảm ơn bác sĩ Phú. Chương trình rất mong quý vị ngày càng quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn sức khỏe của bản thân mình và những thành viên trong gia đình.
Và đến đây chương trình cũng xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.